Có vẻ là đã có rất nhiều đồn đoán xoay quanh em GoPro 10 này. Và nhiều người họ kỳ vọng rằng có một cái sự cải tiến về thiết kế cũng như chất lượng ở em phiên bản mới này. Thế nhưng mọi người có thể thấy là ngoại hình của nó không khác gì so với GoPro 9 trước đó cả. Có chăng thì có một chút khác biệt về cái phần viền màn hình nè. Rồi, ở GoPro 10 thì nó sở hữu màn hình tràn viền hơn cho khả năng hiển thị nhiều hơn. Rồi ở bên hông thì dòng chữ của nó thay vì màu trắng giống như ở phiên bản trước thì nó có màu xanh biển. Còn lại thì như có thể thấy là cái ngoại hình của em nó vẫn rất là nhỏ gọn và tiện lợi luôn. Đây có thể coi là một cái điểm cộng của cái phiên bản lần này. Mặc dù là nó nhẹ hơn không bao nhiêu cả, nhưng cái nhẹ của GoPro 10 này nó có thể có ích rất là nhiều trong quá trình chúng ta đi phượt xa, khi mà chúng ta đeo nó lên mũ bảo hiểm chẳng hạn. Nếu như mà có bạn nào đó nói là cái GoPro 10 này nó không đáng mua bởi vì nó không khác gì nhiều so với GoPro 9 thì thật sự là sai lầm các bạn ạ. Có thể là các bạn chỉ nghe qua các video đánh giá trên YouTube mà chưa thật sự cầm và sở hữu trải nghiệm nó, cho nên mới có những cái ý kiến như vậy. Nhưng mà khi Nhi đã cầm trên tay em GoPro 10 cũng như là đã có test thử rồi á, thì phải công nhận là nó có rất là nhiều điểm cải tiến mới so với con GoPro 9 đó nha. Với độ phân giải cảm biến là 23 megapixel và độ phân giải video đạt mức là 5.3K ở tốc độ khung hình là 60 khung hình trên giây, thì con GoPro Hero 10 này sẽ cho chúng ta cái khả năng tăng gấp đôi tốc độ khung hình, mang đến cái chuyển động mượt mà hơn, hình ảnh cũng sắc nét hơn nè. Và cái độ phân giải 5K rõ ràng là phải do hình ảnh sắc nét và vượt trội hơn độ phân giải 4K trước đó rồi chứ nhỉ. Đây, cả nhà có thể xem là Nhi có quay một cái đoạn video thử cho mọi người có thể đánh giá là hình ảnh này nhìn vẫn rất chân thật, chi tiết và cái độ tương phản cũng rõ ràng hơn so với GoPro 9 nữa. Ở phía trước ống kính có trang bị một cái nắp ống kính chống nước, nó sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn cái hiện tượng là bị lóa kính cũng như là hạn chế được tối đa bụi bẩn, vật thể lạ, giữ cho cái khung hình đẹp nhất có thể. Và cả quá trình quay á, thì chúng ta có thể thấy là không hề có cái sự rung lắc gì cả, chứng tỏ là cái khả năng chống rung của em này rất tốt nhờ vào tính năng chống rung Hyper Smooth phiên bản 4.0 lận, cho nên sẽ giúp điều chỉnh đường chân trời trong khung máy, giữ được cái khung hình luôn được thẳng theo ý muốn của chúng ta. Ngoài ra thì cái em GoPro 10 này còn sở hữu rất là nhiều tính năng nổi trội khác, ví dụ như là tính năng chống nước nè. Ở cái độ sâu tận 10m thì chúng ta không lo là chiếc GoPro chúng ta bị vô nước, và khi chúng ta kết nối thì rất là nhanh. Pin của nó thì cũng hơi bị ấn tượng với viên pin dung lượng là 1720 mAh. Nó sẽ cho phép chúng ta sử dụng trong cái thời gian dài mà không cần phải sạc gì cả. Và còn nhiều điều thú vị nữa như sẽ đi dành cho một cái video sau ha. Còn trong video ngày hôm nay chúng ta chỉ có đập hộp và đánh giá sơ bộ về em camera GoPro 10 này. Còn một điều nữa mà Nhi nghĩ là có rất nhiều bạn đang quan tâm, đó chính là về giá của em nó. Một chiếc giá mà Nhi nghĩ không hề rẻ, 13.490.000 đồng. Và Minh Tú Mobile thì đang có sẵn hàng em này nha. Cả nhà nghĩ gì về mức giá của em GoPro 10 này? Hãy để lại comment nhé. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Minh Tú Mobile. Còn bây giờ thì bye bye.